Thưa quý vị, chiều nay bão số 2 đã vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc đi vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo thì sáng ngày mai bão sẽ đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rồi suy yếu dần. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Đông. Ngoài gây gió mạnh trên biển thì bão số 2 cũng gây mưa to, gió lớn trên đất liền phía Bắc. Đặc biệt là vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, lượng mưa hết ngày mai có nơi vượt 350 mm. Nguy cơ cao gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2 và mưa lũ, thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu thực hiện một số nội dung sau. Đối với tuyến biển, tiếp tục rà soát, thông báo, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương thoát khỏi vùng nguy hiểm và về nơi tránh trú, giữ thông tin liên lạc, tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền ở khu vực neo đậu. Đối với vùng đồng bằng và ven biển, khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đối với vùng núi, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, ven suối, ngoài bãi sông, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét. Rà soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các vùng ngập lụt hoặc chia cắt. Và để ứng phó với cơn bão số 2 có diễn biến rất nhanh như vậy thì các địa phương đã có những phương án ứng phó như thế nào? Đâu sẽ là những ưu tiên cấp bách? Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để có thêm thông tin chi tiết. Với diễn biến cơn bão mạnh lên rất là nhanh như vậy và di chuyển nhanh thì đến chiều nay các địa phương đã có cái kịch bản ứng phó với cơn bão số 2 là như thế nào ạ? Các địa phương và đặc biệt là các địa phương ở khu vực mà trọng tâm bão có thể gây ảnh hưởng đó là từ Hải Phòng cho đến Ninh Bình. Tất cả các đồng chí chủ tịch các tỉnh đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn cấp với ban chỉ huy và sau đó thì đưa ra các hành động. Và đến nay thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ các địa phương cũng như là các cơ quan chuyên môn thì chúng ta chỉ còn hơn 200 tàu thuyền nhỏ đang hoạt động ở khu vực ven biển và cũng đang sơ tán ra khỏi cái vùng nguy hiểm. Và 5 địa phương là từ Hải Phòng đến Ninh Bình cũng đã cấm biển. Với nhận định cái cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền phía Bắc vào đêm nay và rạng sáng mai, cái thời gian đổ bộ về đêm như vậy thì chúng ta cần phải làm gì để ứng phó với cơn bão này ạ? Chỉ còn thời gian rất là ngắn, những hộ dân cư đang ở trên khu vực nuôi trồng thủy sản ở ngoài ven biển, trên những lồng bè và chòi canh phải quyết liệt, phải cưỡng chế vào trong cái khu vực và đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực này. Trong đêm nay chúng ta tiếp tục bắn pháo hiệu ở mức độ dày đặc hơn để rồi mà những cái tàu vãng lai biết được. Một điểm thứ hai nữa đó là chúng ta lo lắng về vấn đề mưa lũ lớn. Hiện nay cũng đã có cái phương án kịch bản sơ tán dân, nhất là các cái tỉnh Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình đã lên kịch bản sơ tán tổng số tới gần 30.000 hộ dân, nhưng chủ yếu ở đây là chúng ta sơ tán dân xen ghép và hạn chế của sơ tán tập trung. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này ạ. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay thì đã có 5 tỉnh thành tổ chức việc cấm biển để ứng phó với cơn bão số 2, cụ thể là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Và cũng theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã thông báo hướng dẫn công tác ứng phó với bão số 2 tới hơn 50.000 phương tiện đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến. Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay, Thái Bình nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp và hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Thái Bình hiện có 1.164 phương tiện tàu thuyền với hơn 3.400 ngư dân làm ăn trên biển. Tính đến 17 giờ chiều nay, đã có 1.142 tàu thuyền được neo đậu tại các bến. Thái Bình cũng đã yêu cầu hơn 1.200 lao động đang trông coi tại các chòi ngao phải vào trong đất liền. Tính đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi được 133 phương tiện với 415 thuyền viên vào nơi tránh trú bão an toàn. Cử các đội canh gác, nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, tạm dừng hoạt động các tuyến đò. Tỉnh cũng chỉ đạo huyện Kim Sơn, nơi có 18 km bờ biển, phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn hoàn thành tổ chức di dân khu vực ngoài đê biển Bình Minh 3 về nơi tránh trú bão an toàn.
Từ 16 giờ chiều nay, tỉnh Quảng Ninh đã tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển về nơi tránh trú. Toàn tỉnh hiện có hơn 14.500 lồng bè đã được Chi cục Thủy sản thông tin và yêu cầu chủ động gia cố. Hiện các địa phương đang triển khai đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ lên bờ. Các đơn vị quản lý các hồ chứa và công trình đê điều tiếp tục duy trì thường xuyên theo dõi mực nước, tùy theo tình hình sẽ chủ động hạ mực nước khi tình huống lũ xuất hiện.